Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pelon TV. Thì có thể đã có nhiều bạn nghe thấy hãng phím cơ nổi tiếng đến từ hàng xẻng đó là Lepon, nhưng cũng có thể có một số bạn chưa nghe thấy hãng này bao giờ và còn tưởng rằng đây là một thương hiệu đến từ Trung Quốc. Vậy thì trong video này, mình sẽ đưa ra 4 lý do mà các bạn nên mua một chiếc bàn phím cơ Lepon. Lý do đầu tiên đó là thiết kế cực kỳ đơn giản của nó. Các bàn phím cơ của hãng này thì đều có thiết kế không khác gì một chiếc bàn phím văn phòng thông thường cả. Vì thế nếu bạn không muốn một chiếc bàn phím cơ quá hầm hố kiểu gaming thì Lepon là một sự lựa chọn sáng giá. Điều này cũng rất phù hợp với những người hay mang bàn phím cơ đến văn phòng để sử dụng mà không muốn ánh mắt nhìn chú ý của bạn bè hay đồng nghiệp. Thêm nữa là với thiết kế đơn giản như vậy thì layout của nó cũng là layout chuẩn, vì thế nên các bạn có thể chơi bất kỳ loại keycap nào trên thị trường. Về việc này thì không biết là lợi hay hại nữa, bởi vì khi chơi keycap thì các bạn sẽ tốn khá tiền đấy. Lý do thứ hai đó là tính tiện dụng của nó. Đầu tiên là về kích cỡ thì Lepon có các sản phẩm đủ các kích cỡ từ 60% cho đến TKL cho đến full size để cho người dùng có thể lựa chọn tùy vào nhu cầu của mình. Cùng với đó thì để tăng tính tiện lợi hơn nữa thì tất cả các bàn phím của Lepon đều trang bị dòng dây kết nối dạng cáp rời, có thể tháo lắp dễ dàng, không giống với hầu hết các loại phím cơ trên thị trường hiện nay là cáp liền khá bất tiện khi mang đi mang lại. Để sử dụng thì chỉ cần cắm dây vào bàn phím rồi cắm vào PC hoặc laptop là có thể hoàn toàn sử dụng bình thường, không cần cài driver phức tạp gì cả. Lý do thứ ba là keycap mặc định đi kèm với bàn phím Lepon cực kỳ độc đáo và ít bàn phím có. Bạn nào mà dành về phím cơ chắc chắn sẽ biết đến điểm nổi bật nhất của Lepon, đó là nằm ở chất liệu keycap và kiểu keycap. Đầu tiên về chất liệu thì kiểu của nó là PPT cao cấp. Điểm khác biệt với keycap ABS thông thường đó là keycap PPT này thì có độ sần trên bề mặt. Từ đó mà khi gõ thì ta có thể cảm nhận rõ ràng được các phím hơn là khi sử dụng keycap thông thường. Và tất nhiên là sẽ không có hiện tượng bóng nhảy sau một thời gian dài sử dụng như các loại keycap khác. Cùng với đó là kiểu thiết kế keycap cực kỳ đặc biệt của Lepon, đó là kiểu low profile, vì nó thấp hơn một khoảng gần một nửa so với loại thường. Cùng với đó nó cũng được làm hơi dốc ngược về phía trước. Lúc đầu thì mình nghĩ với kiểu keycap như thế này thì gõ nó sẽ hơi bị nông và không được sướng cho lắm. Nhưng sau một thời gian sử dụng thì mình thấy rằng kiểu keycap này cho cảm giác gõ tốt hơn nhiều so với lại keycap thông thường. Nó lưu ý là đây chỉ là cảm nhận cá nhân của mình mà thôi, và có lẽ là không phải ai cũng cảm nhận giống nhau. Đặc biệt hơn nữa, keycap của Lepon còn được trang bị một công nghệ gọi là chống ồn. Vì vậy, kể cả phiên bản sử dụng Blue Switch thì âm thanh gõ ra cũng không quá to và kêu ầm ầm như các hãng khác. Nhờ vậy mà phù hợp với những người yêu cảm giác gõ vượt khớp của Blue nhưng lại sợ tiếng ồn của nó. Về Switch mà Lepon sử dụng trên bàn phím của mình thì đều là chính hãng Cherry. Có một số phiên bản sử dụng Topre Switch nhưng mà hơi bị đắt, toàn hơn khoảng hơn 5 triệu. Đặc điểm cuối cùng khiến Lepon trở thành một trong những sự lựa chọn đáng cân nhắc khi mua bàn phím cơ cao cấp trên thị trường, đó chính là mức giá cực tốt của nó. Nói về chất lượng thì Lepon hoàn toàn có thể so sánh ngang bằng hoặc có thể hơn một chút so với Philco, chỉ thua kém một chút ở thời gian bảo hành mà thôi. Đó là với Philco thì là 5 năm, còn với Lepon thì là 2 năm. Có thể chính lý do thời gian bảo hành thấp hơn đã làm nên mức giá cực kỳ tốt của Lepon. Có thể so sánh như thế này, với một chiếc bàn phím cơ Philco Magetrot 2 full size thì sẽ có mức giá khoảng tầm 3,4 triệu, thì tương ứng sang Lepon là chiếc FC900R full size thì chỉ có hơn 3 triệu mà thôi. Đấy là còn chưa kể những điểm đặc biệt hơn của Lepon như là keycap PPT, có vỏ màu trắng, sử dụng dây kết nối rời, vân 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 vân. Vì thế nên ta có thể thấy rõ Lepon chỉ thua Philco ở khoản thời gian bảo hành mà thôi, nhưng cái mức giá của nó lại rẻ hơn gần một nửa triệu đồng. Trên đây là bốn lý do mà mình nghĩ rằng các bạn nên cân nhắc mua một chiếc bàn phím cơ Lepon khi đang tìm kiếm một chiếc bàn phím cơ cao cấp trên thị trường. Nếu các bạn ngại vì thương hiệu của Lepon chưa được nổi tiếng như Ducky, Corsair, SteelSeries, Philco hay là Razer thì các bạn đừng lo lắng quá, bởi vì Lepon chỉ mới được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Cũng không phải mới lắm, nhưng mà so với các hãng trên thị trường hiện nay thì có vẻ là muộn hơn một chút. Tóm lại, nếu các bạn đang tìm kiếm một chiếc bàn phím cơ cao cấp thì hãy nhớ đến Lepon. Và hiện nay thì ở cửa hàng Playzone 126 Phố Vọng đang cung cấp các mẫu bàn phím cơ Lepon sử dụng Cherry Switch đủ các loại như là Red, Blue, Brown, vân vân. Các bạn có thể ghé qua và tham khảo, hoặc là có thể truy cập ngay website playzone.vn để đặt mua cho mình một chiếc bàn phím cơ Lepon ngay và luôn. Video của mình đến đây kết thúc. Chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.